Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của Thiện Halle Sala quận 2 nha. Hôm nay Thiện sẽ làm một cái video để giới thiệu lại báo giá và cập nhật xe mới, xe cũ đang có mặt ở showroom Halle giữa tháng 6 này nha anh em. Let's go. Trước khi mình vào showroom á, thì Thiện muốn giới thiệu với anh em hai chiếc xe của công ty đang thanh lý, đó là chiếc Nightster 975 và chiếc Sportster S 1250. Thì chiếc Nightster 975 này là đời 2022, biển số là biển số Sài Gòn hết hai chiếc luôn nha anh em. Chiếc xe này chạy được 2.500 cây và đang có giá là 530 triệu xe zin nha anh em. Xe này thì đã có một số chi tiết đồ chơi rồi đó, xe zin thì 530 triệu đó. Còn anh em mà thích những món đồ này thì có thể gặp Thiện, nhắn tin cho Thiện để thương lượng coi cái giá như thế nào nha. Rồi chiếc Sportster S này mới chạy có 690 cây thôi, 690 cây, 2021, màu trắng rất là đẹp đó. Và công ty đang thanh lý hai chiếc xe này. Xe công ty thì riêng chiếc Nightster này sẽ có bảo hành 2 năm đó, chiếc xe này sẽ được bảo hành 2 năm. Và chiếc này thì anh em có thể lên đây mình coi trực tiếp, xe rất là mới anh em ha. Ok, cùng Thiện vô showroom nha anh em. Ok anh em, thì lâu lắm rồi showroom mới có sự xuất hiện của một chiếc xe, đó là Ruskin Special. Ruskin Special thì có cái vẻ đẹp nó cơ bắp và nó hiện đại hơn là Ruskin Classic. Blocking Classic thì nhiều chi tiết chrome và nó nhìn hơi giống phong cách của Police hơn. Chiếc xe này thì đang là phiên bản 2023 màu đen. Cái giá thì sẽ cập nhật ở trên đây cho anh em nha. Đó, rồi. Thì xe đẹp mà, để ngay cái mặt tiền chứ anh em. Ok, rồi qua đây. Chiếc xe Lowrider ST màu đen 2023. Xe 2023 giờ về cũng nhiều rồi nha anh em. 819 triệu. Còn phiên bản hồi 2022 là 759 triệu. Đó, thì nó cũng lên giá cũng sau 70 gì đó anh em ha. Thì về chiếc Lowrider ST này thì nó không có gì mới so với lại cái phiên bản tiền nhiệm của nó. Nó chỉ là cái giá nó lên thôi. Đó, vẫn là Rui Control, vẫn là thiết kế Club Style ha. Hai thùng bình xăng to như Lowrider S vậy thôi, nhưng mà lên hàng thêm dàn fairing và hai thùng. Một chiếc xe chạy rất là hay ha, và đang có cái phong trào mấy anh em đang chơi Lowrider ST rất là nhiều đó. Thì nếu mà anh em mà thích chiếc này, mình có thể mua về và tham gia chung hội với những anh em nha, trong đó có khách của Thiện nữa, thì sẽ liên kết cho mấy anh em đi chơi với nhau rất là vui ha. Cái này chạy khá là hay anh em. Rồi, bên đây là vẫn ba em rất là quen thuộc. Sportster S. Sportster S hiện giờ đang có ưu đãi rất là tốt, bởi vì đây là dòng xe 2022. Dòng xe 2022 thì đang ưu đãi anh em ha, rất là tốt. Nhiều anh em hỏi là giờ 22, 23 rồi mua nó có khác nhau gì không? Thực ra nó không khác gì hết anh em, khác cái màu thôi. Nhưng mà giá của chiếc 2023 chắc là cũng phải đắt hơn 10 tới 20 triệu tùy màu ha. Thì xe thì có sẵn 3 màu luôn, màu đen, màu xanh rêu và màu trắng. Giá xe là 639 triệu. Ưu đãi của chương trình ưu đãi của tháng này là giảm 40 triệu tiền mặt. Và có cặn kèm thêm voucher cho anh em nữa. Voucher thì lên tới 35 triệu lận. Thì nói chung á, nếu mà anh em nằm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh á, cái giá xe lăn bánh nó cũng lanh quẩn khoảng chừng 640-650 á anh em. Quá tốt luôn, cái thời điểm quá ok để chơi Sportster. Hãy nhớ cái Sportster này năm 2022 á là nó bị cháy hàng và nó kẹt hàng luôn. Là không có xe để giao cho anh em luôn. Coi như là nhiều anh em mà phải đặt cọc mà tới 4-5 tháng, riêng khách của Thiện anh nó đợi 5 tháng mới có xe.
Đó thì anh em có thấy được cái độ hot của chiếc xe này. À, và hôm qua Thiện cũng mới vừa giao một chiếc Sport TS màu đen cho anh khách của Thiện, rất là dễ thương ha. Thì khi mà Thiện đi chiếc xe này ở ngoài đường á, đi chậm á, để đi vào nhà của ảnh để giao xe cho ảnh á, thì rất là nhiều người đi ngang qua, đi song song và khen chiếc xe này rất là đẹp, xe rất là đẹp, và hỏi hãng xe gì, và Thiện chỉ vô cái bình xăng này nè đó. Ô, mấy ảnh nói mua xe Mỹ, xe Mỹ, xe đây rất là đẹp. Đây là một cái chi tiết rất là ăn tiền ha. Và thật sự ra nếu như mà Thiện quay cái xe này lên clip, anh em vẫn chưa cảm nhận được đâu. Có nhiều anh em sẽ cảm thấy là nó to quá hay là nó nhỏ quá, tùy vào cái thị giác của mình. Nhưng mà khi anh em bởi vậy Thiện mới nói là Thiện mời anh em lên đây mình ngồi thử cái xe này. Nhiều anh em hỏi Thiện ở trên TikTok với lại YouTube là mà M6 ngồi sao cũng được. Cái vấn đề là M6, nhưng mà ví dụ như mà anh em lưng dài hay là chân dài, hay là anh em to cao hay là trải chạy như thế nào, anh em phải lên đây anh em ngồi thử thì Thiện mới có thể tư vấn trực tiếp được cho anh em ha. Chứ đừng có nghĩ là mình cứ 1m6 là mình không có ngồi được, rồi cái mình bỏ qua cái chiếc xe rất là đẹp như thế này anh em ha. Rồi ba màu đầy đủ, giao liền cho anh em luôn mà ưu đãi cực kỳ tốt. Rồi đằng sau này là cái chiếc Heretic màu đen 2023. Chiếc này giờ giá nó cũng lên dữ anh em, 949 triệu. Giá cũ là cái màu đen là như là 845 hay 850 gì đó thì không nhớ rõ lắm. Tại chiếc này thật sự cũng chia sẻ anh em bán cũng Thiện cũng ít bán chiếc này lắm, bán được có một hai xe à. Thì 950 đi, 950 triệu. Anh em có gì vẫn mà là một chiếc xe giống như 2022, không có khác gì hết. Thật sự không khác gì hết luôn anh em. Đó, không khác gì hết. Nhưng mà đây là một chiếc xe rất là đẹp nha anh em. Nó xe Harley á, thường anh em coi giá thì báo giá qua video á, thường có những anh em nói ủa sao xe đắt quá, hay là xe giá cao quá, hay là sao mà cao dữ vậy. Nhưng mà ngược lại á, những anh em mà tới trực tiếp showroom sờ vào, chạm vào, ngồi thử, nhìn kỹ hơn bằng chính con mắt của mình, trông nghe không bằng một thấy mà anh em, một thấy không bằng một chạm, phải không? Chạm vô, phải không? Nhìn vô cái phần thiết kế nè, cái chữ Heritage nè, rồi cái mâm bánh căm rất là đẹp nè, đó thì anh em sẽ cảm nhận được rằng là wow, sao xe hạt lây nó xứng đáng với lại cái giá trị đúng của nó, chứ không phải là nó là một cái giá trị, một cái tỷ giá tiền ảo, anh em hiểu không? Anh em nhìn cái phần chi tiết da nè, anh em có thể thấy nè, đó khi mà sờ mà chạm vào thì anh em sẽ cảm nhận được đây là những cái chất liệu cao cấp nhất, cao cấp nhất, rất là sướng. Anh em tưởng tượng mà cái bờ mông á hả của anh em ngồi lên trên cái yên này coi, trời ơi nó nâng niu cái bờ mông của anh em, đi xa đi ngắn gì cũng rất là ok luôn ha. Rồi chiếc Heritage này rất là đẹp, nó là một cái dòng, nó là một cái xe cao cấp nhất ở trong cái dòng Softail rồi, coi như là anh cả rồi anh em ha, cho nên là khỏi phải bàn luôn. Nó là tiệm cận touring mà đó, chạy cũng rất thoải mái. Anh em mà thích một chiếc xe mà đi tour nó cũng nhẹ nhàng ha, đi phố cũng ok, anh em có thể tháo cái này ra thì nó sẽ thành cái đầu đèn rất là đẹp, nhìn rất là ok. Còn em đi tour anh em gắn vô cái đầu đèn là thiết kế đầu Ulys nè anh em ha, có đèn chở sáng hai bên đây luôn. Rồi rồi qua chiếc này Low Rider S, chiếc xe này hiện đã quá làm quá nhiều video về chiếc xe này rồi, một chiếc xe gọi là toàn diện trong phân khúc Softail. Vì sao thì nói như vậy, vì cái giá của nó rất là hợp lý so cho một chiếc xe, và nhiều lúc thì thấy là cái giá xe nó quá hời luôn á, chứ không phải là hợp lý nữa, quá hời cho một chiếc xe mà sở hữu một cái cục máy 117 1923cc. Ngoài 923cc cái cục máy này nó chỉ có thể trang bị trên những chiếc xe cỡ tiền tỷ 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 2-3 tỷ, 1-2-3 tỷ gì đó của xe Harley thôi anh em, CVO đâu đó. Thì cái xe Softail này nó chỉ là chiếc Softail tầm trung nhưng mà trang bị cục máy của CVO ha, lốp trước lốp sau rất chuẩn của xe phân khối lớn 128, cột ốp xe đao, rồi hai phanh đĩa, bình xăng to 18,9 lít, chứ nói 19 lít mất công anh em kêu không học bài đó. Rồi có ruồi control luôn, đặc biệt bản 2023 là có ruồi control nha.
nó ăn tiền hơn cái điểm của 2022 xíu, cho nên nó hơi đắt hơn chút xíu, cũng ok chấp nhận ha. Giá xe là 719 triệu. Đúng rồi, đắt hơn 60 triệu đó. Nhiều anh em hay hay ghẹo thiện đó, đường Việt Nam mà chạy rui cần trâu cái gì. Nhưng mà có vẫn hơn không anh em, nhiều lúc nói vui á nha, có đoạn đường mà thiện đi, anh em mà đi ở quận 2, ví dụ như đường Mai Chí Thọ nè, nhiều lúc đi mà tốc độ, hay là anh em đi được quốc lộ 14 đi, tốc độ chỉ có để 50 thôi, 50 60, anh em chỉnh 50 60 rồi anh em buông tay ga anh em chạy, cái xe nó tự chạy trôi đi vậy đó, nó cũng khỏe hơn nhiều lắm anh em. Nói chung là tùy vào cái cung đường mình có thể vẫn có áp dụng được, vẫn xài được nha, chứ không phải là cái này là một cái trang bị dư thừa đâu anh em ha. Có hơn không, rất ok rồi. Em út nhà bây giờ nó xe to nhiều quá thì nó xe nhỏ đi nè, em út Nester 975, em út của nhà Harley. Rồi cái xe này dành cho những anh em mà tập nhập môn Harley và thích cái sự nhỏ gọn linh hoạt của một chiếc xe phân khối lớn, thì đây đây là một chiếc xe vừa cổ điển vừa đáp ứng được cho đa số chiều cao và thể trạng của anh em Đông Nam Á mình ha, nói chung và người Việt Nam mình nói riêng. Bình xăng thì không có nằm ở đây, nó nằm dưới đây đó, thì anh em mở ra đó. Nhiều anh em nói sao cái bình xăng nó bất tiện quá, nó không giống như chiếc Low Rider S hay những chiếc khác, hay là những chiếc xe khác nó bình xăng ở đây mở nắp ra, thì theo Thiện thấy thì cũng đâu có gì đâu bất tiện anh em. Ví dụ như anh em ngồi lâu quá rồi, đi tour đi chẳng hạn, ngồi cả 100 cây rồi ê mông rồi đó, thì mấy anh mà để bình xăng trên đây mấy anh cũng mở ra, mấy anh cũng bước xuống xe, mấy anh relax cái mông của mình, thì anh em chạy cũng vậy thôi. Thì thay vì mấy anh mở trên đây thì mình cũng xuống đây mình lấy cái chìa khóa mình mở bật cái mở ra thôi, đâu có gì đâu anh em. Quan trọng là cái xe này nó ngon, ngon ở chỗ là bây giờ giá nó đang rất là ok, cái giá của nó bây giờ đang có ưu đãi lên tới 105 triệu đó. Nhiều anh em cứ nói thiện là tại sao cái xe này nó giảm giá dữ vậy, xe này nó dở hay cái gì, không phải anh em, công ty đang rất là tạo điều kiện để tạo một cái sân chơi mới, tại vì xe này là một chiếc xe quá hay mà nó vẫn chưa được nhiều anh em biết tới, tại vì nó mới ra vào mắt vào như tháng tháng 7 2022, thì nó cũng quá còn quá mới, cho nên là công ty muốn phủ rộng cái chiếc xe này ra, cho nên làm một cái giá rất là dễ chơi cho anh em ha. Ưu đãi là 105 triệu tiền mặt, voucher mua quần áo phụ kiện nha anh em. Rồi còn anh em mà muốn biết chi tiết như thế nào thì liên hệ Thiện nha. 3 chế độ chạy linh hoạt nhanh gọn, chạy hơn 200, bỏ hơn 200 km giờ là chuyện bình thường, 975 cc làm mát bằng dung dịch y như Sport Test vậy anh em. Quá ok rồi, cái dàn sau này cũng ok nè anh em. Ban America, chiếc này là 20 bao nhiêu ta, chiếc này 23, ok 2023 thì cái giá của nó cũng sẽ khoảng chừng 22 chứ. Thì nhớ chiếc này 22 thì màu đen thì 800 29 hay 39 gì đó thì không nhớ rõ lắm, nhưng mà nếu như mà áp dụng chương trình ưu đãi vô, cái dòng này cũng đang ưu đãi nhiều, thì 6x rồi, 6x một chiếc xe ADV đầu tiên của Harley 6x. Nếu mà cảm nhận của Thiện á, nói chung cảm nhận của Thiện về chiếc xe này thì về cái độ hoàn thiện, về cái gọi là công nghệ thì dĩ nhiên là nó sẽ không bằng một số đối thủ cạnh tranh, nhưng mà về cảm xúc khi mà điều khiển chiếc xe này thì nó chắc chắn là ăn đứt. Với một cái khối động cơ 1250 cc, 151 mã lực, thì chị nghĩ đây là một chiếc xe, và chiếc cái xác xe nhẹ nó này 150 160 đi, 160 kg, thì cái xe này nó chạy cực kỳ là cảm xúc, rất là cảm xúc nha anh em. Và cái minh chứng là dạo này gần đây cái phong trào chơi ban đang phát triển, đang đang rất là nhiều anh em ủng hộ yêu thương cái dòng xe này đó, tại vì đơn giản cái tâm lý chung của người Việt Nam mình là hiệu ứng đám đông, anh em hiểu không? Thì những cái dòng xe khác thì người họ cũng đã thấy ở cái thị trường Việt Nam này và đã nhận được đắng cay rất là nhiều, họ mới có được cái thành công như ngày hôm nay, ít nhất cũng phải 5-10 năm. Thì Harley Pan-America này chỉ mới ở thị trường từ năm 2021 tới nay thôi, rất là non, trẻ. Hãng xe thì lâu đời nhất, nhưng mà cái dòng xe này là cái dòng xe đầu tiên của họ làm, cho nên cần được
thời gian để anh em đón nhận. Nhưng mà thật sự ra thì nó đây là một chiếc xe rất là hay, chạy rất rất là sướng luôn anh em, sướng dữ lắm thiệt. Nếu anh em nào mà muốn biết cảm giác đó, ghé qua Thiện nha, Thiện cho test ride thử, cực kỳ sướng luôn. Rồi rồi, lại Heritage thôi. Xe này như bán rồi thì xe này là của bạn, của anh em Tùng, Tùng xe bán. Xe rất là đẹp. Wow, cái màu này hơi bị đẹp anh em, 2022 màu xanh đen. Wow, chiếc này hơi bị đẹp luôn, nhìn ở ngoài rất là đã luôn anh em ha. Đó, anh chủ xe chơi cái xe này cũng có gu, cũng muốn nó lạ lạ xíu, đẹp. Rồi. Hai chiếc à đúng rồi. Tùng nó đang quay phim cho Thiện cho nên nó nhắc Thiện luôn là còn một chiếc anh em. 22, còn một chiếc 202. Ồ, đúng rồi, còn một chiếc 202 màu này Thiện nhớ rồi. Anh em nào mà thích cái màu này đang giá là 875, rẻ hơn cái màu đen hồi nãy 2023 rất là nhiều anh em. Thì đây là một cái cơ hội tốt để anh em mình sở hữu cái Heritage màu xe này. Rất là đẹp nha anh em. Grip Blue VV Black cực kỳ đẹp, sang lắm, mà nó cũng có một cái nét trẻ trẻ gì đó nữa. Rồi, hai em Fat Boy. Ừ, Fat Bob chứ. Ừ. Fat Bob thì nó vui vui là chiến binh đường phố đi anh em ha. Cái xe nhìn nó cũng chiến lắm. Này, hãy ngồi cho anh em coi thử. Cái xe dáng ngồi rất là thẳng lưng ha. Đó, tư thế cái chân để trước nhìn rất là chiến thần anh em ha, chạy cực kỳ đã luôn. Cái phuộc upside down nè, hai phanh đĩa. Rồi cái lớp trước thì mình có thể đi những cái đường cung đường nó hơi đất đá chút xíu. Không hẳn là off-road nha anh em, đi off-road rồi chết luôn á. Đừng có lấy cái xe này vô rừng nha anh em, đừng nghe lời Thiện lấy xe vô rừng nha. Đó, thì xe này máy 114 CI là 1868. 1868. 2022 giá là 479, à lộn quên, 749 triệu. Nói 479 triệu chắc anh em lên mua chắc chục chiếc quá. 749 triệu. Đang ưu đãi luôn cho các dòng Softail lên tới 65 triệu anh em, trong đó là có tiền mặt lẫn voucher nha anh em. Đó. Thì anh em mà không mua xe mới có xe lướt bên đây. Xe lướt 2022 luôn nè anh em, y chang luôn, không khác gì hết. 655 triệu tiết kiệm được cho anh em cũng khá khá, cả trăm triệu nha. 655 triệu chỉ cần cả trăm triệu lăn bánh, phí lăn bánh. Đó, xe này biển Đà Nẵng. Rất là đẹp, chạy ok mấy em, mới có 890 cây à. Rất là ok. Rồi, mình qua nhanh qua cái dòng xe dàn xe lướt rồi đi. Nicer, Nicer, hai chiếc Nicer, anh em thích chiếc nào chọn chiếc đó. À, có cả xe demo nữa, là bây giờ hiện giờ đang có 3 chiếc Nicer lướt anh em sử dụng ha. Nicer 2022 luôn, 2022 luôn. Chiếc này trước, chiếc này sau. Chiếc đầu tiên xe lướt tại Việt Nam, chiếc thứ nhì xe lướt tại Việt Nam. Thì chiếc này là 4.000 mấy chục cây, 480 triệu, cũng có nhiều đồ chơi rồi. Đó. Chiếc này 520, cũng những đồ chơi cơ bản anh em thấy không? Chống đổ, nâng di động, rồi biển số Sài Gòn, biển số Sài Gòn rất ok, về đóng thuế lại 1% thôi anh em ha. À, chiếc này mới chạy 271 cây. Nhiều anh em hỏi tại sao mấy chiếc này chạy mà bán liền nhỉ? Tại vì mấy anh đổi xe thôi. Nói vui với anh em chia sẻ là những anh em mà chơi khách chơi hạt lay ở đây không có ai chơi một chiếc anh em. Chơi bị nghiện á, chơi hoài à. Rồi 48. Chiếc Ford GA, một chiếc xe được rất nhiều anh em săn đón, 435 triệu. Đó, 435 triệu. Có gì? Di động nâng cao lên, dây dầu heo độ thẳng chạy. Rất là sướng. Yên đôi. Nâng bình xăng. Đó, yên đôi nâng bình xăng. Chiếc này hiện chạy rồi, hiện chạy thử rồi, rất là ok. Chạy bốc lắm, sướng lắm. 3.790 cây. Cái ghi đông cao này nè, nhiều anh em nói là ngồi nó mỏi. Tại vì những anh em chưa có chạy thử cho nên mới nói vậy thôi. Thì xin lỗi nha, mình hơi thiếu kiến thức chút xíu. Nhưng mà thật sự ra anh em đi gặp hơi hay nghe mấy anh em nói trời ơi mấy thằng hạt lay chạy chưa dĩ đầu hàng công an rồi. À, giơ tay lên vậy, đi mỏi lắm không có. Cái ghi đông này ngồi rất là thoải mái luôn. Không có ai khùng mà nâng cái ghi đông này lên để cho nó mỏi anh em. Rất là thoải mái luôn. Nhưng mà bị cái nhược điểm của cái này, u thì cũng có nhược, chia sẻ thẳng luôn, chạy nhanh hơi khó. Chạy nhanh thì anh em sẽ bị bạc gió, bạn gió nhiều. Đó. Còn nếu anh em chạy chuyển
chạy dưới 100 là ok. Ghi đông rất là đẹp, có ghi đông jean đó anh em, và jean này được luôn. Rồi Lowrider 2019 499 triệu, có chống đổ, chạy mới 2.500 cây. Xe này chắc là chưa tìm được anh em nào thích thôi, chứ thật ra chiếc xe này rất là ok. Thì cái form này là cái tiền nhiệm của cái mẫu Lowrider S nha anh em. Rồi chiếc Fastbox 2019 để cho anh em tìm một chiếc Softail tầm giá khoảng 500. Đó. Xe thì chạy được 6.500 cây rồi anh em. Xe Rocking 2021 759 triệu. 759 triệu bằng giá một chiếc Softail, nhưng mà anh em sở hữu là một chiếc Touring chạy 13.000 cây. Chiếc này thì có lên bộ độ top performance. Chiếc xe này thì thật sự ra là chạy rất là sướng, máy 107, 1745cc anh em ha. Rất ok. Rồi, cuối cùng bên đây, siêu phẩm CVO. CVO Jetline 2021 1.823 triệu. Có đây, số lùi Mamba nè anh em. Rồi thùng sao, đồ chơi và cái ăn tiền nhất là cái phục Olin. Xe chạy 8.300 cây. Chiếc này lúc mà lăn bánh luôn chắc cũng phải hơn 2 tỷ, phải hơn 2.4 tỷ. Rất là bây giờ cái giá rất là ok, 1.823 tỷ. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã kiên nhẫn và yêu thương theo dõi video tới giờ phút này. Thì biết là video nó hơi dài, nhưng mà tại vì Thiện muốn cập nhật cho nó chi tiết, cho nó cụ thể những xe đang có ở đây, để cho những anh em nào mà ví dụ như mình rất là thích xe, mình tìm hiểu về xe, và những anh em nào mà mình không có thời gian mình ghé qua đó, giống như hẹn Thiện ghé qua nhưng mà chưa có thời gian, thì Thiện cập nhật cho luôn để anh em xem online, để cho anh em đỡ mất thời gian của anh em sắp xếp được thời gian chọn một chiếc xe mình yêu thích, xong rồi lên đây chốt cái xe với Thiện vậy thôi. Rất là ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp anh em những video lần sau. Nếu anh em thích video vậy cho Thiện một like hoặc subscribe ha. Cần anh em cần thông tin gì cứ comment ở dưới ha, để Thiện sẽ hỗ trợ anh em 24/7 ha. Gọi là nghe mà nhắn là trả lời. Ok, cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em video lần sau.